Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Unfast Computer. Anh em đã đọc nội dung của chuyên tiêu đề rồi. Bên cạnh mình cũng là một bộ PC. Vậy thì 27, 28 triệu đồng chúng ta mua PC thì sẽ có cái câu như thế nào? Thì cái bộ PC được mình mang tới ngày hôm nay, mình sẽ nhắm đến nhu cầu là thuần chơi game thôi. Thì với yếu tố thuần chơi game, anh em sẽ cần quan tâm đến đó là chúng ta sử dụng phải mát mẻ nhất có thể. Và cái thứ hai là tối ưu về mặt tầm tiền. Vậy thì tối ưu như thế nào? Thì với nhu cầu chơi game, anh em gần như sẽ không bao giờ quan tâm đến cái GPU tích hợp. Thế nên một số anh em khi mà chơi game ấy, nếu mua những cái mẫu PC về ấy, thì khi đến phần CPU, anh em sẽ thường chọn mua CPU dòng F để chúng ta có thể tiết kiệm thêm một vài trăm nghìn. Thì ở đây mình có CPU Intel Core i5 12600KF, cũng là một mẫu CPU như vậy. Chúng ta vẫn có một mẫu CPU Intel Core i5 có đến tận là 10 nhân. Và dĩ nhiên với dòng F chúng ta sẽ không có iGPU. Thế nên khi mà so với 12600K thường thì mức cái chi phí ấy, chúng ta đã tiết kiệm được một vài trăm nghìn rồi. Kèm theo là hiệu năng không hề thay đổi, giống hệt nhau khi mà anh em chơi game là cực kỳ tuyệt vời. Thì với CPU Intel Core i5 chúng ta sẽ không được tặng kèm theo tại stock, mặc dù có tặng kèm với chăng nữa thì mình cũng sẽ không dùng đâu, bởi vì những hệ thống tải stock của Intel chỉ dùng cho mẫu CPU kiểu là Intel Core i3 đổ lại thôi. Còn với Intel Core i5 trở lên, chúng ta nên đầu tư những hệ thống tản nhiệt khí giỏi để có thể đảm bảo được cái hiệu năng tản nhiệt được tốt nhất có thể. Thì ở đây mình sử dụng hệ thống tản nhiệt giỏi dạng khí. Anh em có thể nghĩ rằng, ui, một mẫu CPU 10 nhân này, dòng K thì sử dụng tản nhiệt khí có ổn hay không? Tất nhiên là phải ổn rồi, dùng ổn thì mình mới mang đến cho anh em chứ. Vậy thì ổn ở đây là như thế nào? Khi mà chúng ta chơi game thì nhiệt độ của CPU chỉ loanh quanh khoảng chừng hơn 40 độ C mà thôi. Hơn 40 độ C ở đây là nghe cho anh em nghĩ là 49 à? Không, chỉ là 41 hoặc là 42 độ C. Nhiệt độ như vậy khi chơi game là cực kỳ mát mẻ để chúng ta có thể chơi game trong một thời gian dài. Còn khi mà anh em stress test CPU, stress test bằng Prime 95 thì mình cũng đã có thử qua rồi, thì cái nhiệt độ của CPU khoảng chừng từ 71 đến 80 độ C. Và khi mà chúng ta stress test thì CPU sẽ tiêu thụ khoảng từ 130 đến 140W điện. Thì với cái mức nhiệt tỏa như vậy là cực kỳ tuyệt vời rồi, anh em sẽ không cần phải đắn đo gì hết. Những anh em nào mà đang suy nghĩ, những em nào mà nhiệt thủ mà nhìn thấy như vậy thì cũng phải là hài lòng đấy chứ. Như vậy còn không hài lòng, thực sự là không còn cách nào để có thể diễn tả. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ quan tâm đến yếu tố là VGA. Đây là cái hay này. Với những cái bộ PC trước, anh em sẽ đắn đo rất nhiều về VGA, bởi vì giá cạc nó phải tít lên trên trời. Thế nhưng bây giờ giá VGA đã quay trở lại mặt đất, thậm chí là còn thấp hơn nữa. Thì ở đây mình đang có phiên bản là RTX 3060 đến từ Gigabyte. Phiên bản có 3 quạt và dĩ nhiên logo Gigabyte phải có LED RGB rồi. Thì với 3060 hiện tại, mức giá cũng đã về gần như với cái mức giá đề xuất đến từ NVIDIA rồi. Thế nên khi mà anh em mua, anh em sẽ không cần phải là suy nghĩ xem liệu tôi mua có bị hớ hay không. Mua cả họa bây giờ cũng đang là một trong những cái lựa chọn khá tốt rồi. Thì với RTX 3060 thì sẽ phục vụ như nào cho nhu cầu chơi game? Tất nhiên là với độ phân giải Full HD là độ phân giải gần như tiêu chuẩn rồi. Hầu hết những cái tựa game online, offline anh em đều có thể chơi max setting rất dễ dàng. Thế nhưng chơi game độ phân giải Full HD thì mình không thích lắm. Mình thích chơi game trên độ phân giải cao hơn cơ. Cụ thể là chơi game trên độ phân giải 2K. Những cái tựa game là online trên thị trường phổ biến thì anh em hoàn toàn có thể đạt được từ 200, 300. Một số tựa game thì hoàn toàn có thể lên 400 FPS. Anh em có thể lựa chọn những mẫu màn hình có tần số Hz cao thì để đảm bảo cho nhu cầu chơi game mượt mà nhất. Tuy nhiên, đấy là tựa game online thôi, những cái tựa game không phải là sát cấu hình. Với những tựa game offline thì câu chuyện sẽ như thế nào? Thì với một số tựa game offline nhẹ thì anh em vẫn có thể chơi max setting và mức FPS sẽ đạt khoảng từ 70 cho đến 80 FPS. Tuy nhiên với một số những cái tựa game offline nặng một chút thì anh em cũng cần phải setting lại sao cho phù hợp nhất. Tối thiểu là chúng ta nên setting để đạt được 60 FPS. Còn nếu anh em nào mà muốn tối ưu nhất về mặt đồ họa này, tôi muốn nhìn nét nhất và chỉ cần 30 FPS thôi thì anh em có thể kéo max setting luôn thì RTX 3060 vẫn có thể gánh được rất tốt. Rồi, vậy chúng ta đã xong hai thành phần linh kiện quan trọng rồi. RAM thì sao? RAM thì bao nhiêu là đủ? Thật ra thì bao nhiêu cũng không là đủ hết. Thế nhưng để mà tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng hai thanh RAM 8GB với tổng dư lượng là 16GB. Chúng ta có 16GB RAM thì phù hợp với hầu hết những tựa game trên thị trường này. Hai thanh RAM thì chúng ta có dual channel và hầu hết những thanh RAM trên thị trường hiện tại chúng ta đều có bus RAM là từ 3000 cho đến 3200, tức là một trọng bus RAM cực kỳ phù hợp để dùng cho tất cả những bộ máy. Đó, tuyệt vời đúng không? Còn về khả năng lưu trữ thì sao? Khả năng lưu trữ thì đây sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là SSD và cái thứ hai là HDD. Thì với SSD thì trong cái bộ PC này mình đã lắp sẵn một SSD 500GB rồi. Anh em cài game lên đấy là cực kỳ thoải mái. Còn với HDD, về mặt mức giá của sản phẩm mình đã nói là từ 27 đến 28 triệu đồng. Thì HDD cũng đã có sẵn ở trong đây rồi. Tất nhiên là anh em nào mà không biết sử dụng HDD này, tôi muốn sử dụng thuần SSD thôi, không HDD, bởi vì HDD mà chạm lắp đông thích, thì anh em có thể là thay đổi HDD đấy
chuyển sang một mẫu ED khác có dung lượng cao hơn để chúng ta có thể sử dụng, thì anh em có thể nhắn tin lên trên website thì bên mình sẽ thay đổi cấu hình cho phù hợp với nhu cầu của anh em nhé. Về cái mẫu mền được mình sử dụng ở đây là B660 đến từ Astrox. Những cấu hình như thế mà xem bu dòng K, đôi khi anh em không nhất thiết phải cắm lên một mẫu bo mạch chủ dòng Z, thay vào đấy chúng ta có thể sử dụng một mẫu bo mạch chủ dòng B để có thể tiết kiệm được chi phí. Tiết kiệm ở đây là gì? Mẫu mền này đủ điện để gánh cho CPU full điện này, có đầy đủ khe RAM và khe SSD này. Thế nhưng chúng ta đang thiếu đi một yếu tố là ép xung, đúng không? Thì nếu như anh em nào mà thực sự quan tâm yếu tố ép xung thì có thể thay đổi lên mẫu gọi là mẫu mền dòng Z. Còn anh em nào mà không quan tâm đến yếu tố ép xung thì chúng ta tại sao không lựa chọn mẫu bo mạch chủ dòng B để có thể đảm bảo được chi phí hoạt động được một cách tốt nhất? À, một số anh em sẽ nghĩ rằng thế tại sao không dùng dòng 12600 đi? Tại sao phải dùng 12600K làm gì? Bởi vì 12600 có 6 nhân thôi, 12600K mới có 10 nhân. Thế nên anh em nào thắc mắc thì cũng đã được giải đáp rồi nhé. Và bây giờ không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn phần test hiệu năng. Vậy thì anh em đánh giá sao về cấu hình này? Theo như mình là khá tốt để chúng ta có thể sử dụng lâu dài. CPU Intel Core i5 có tận 10 nhân, mạnh hơn một số dòng Intel Core i9 ngày xưa. RTX 3060 thì sau này anh em không thích thì anh em hoàn toàn có thể nâng sang một mẫu cả đồ họa khác thoải mái luôn. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Tất nhiên cái sản phẩm này là được cấu hình xây sẵn rồi, những quả LED RGB có sẵn, và nếu như anh em nào mà muốn thay đổi những cái thành phần linh kiện đấy thì hoàn toàn có thể thay đổi, bên mình sẽ thay đổi và điều chỉnh mức giá lại sao cho phù hợp nhất. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.